Dạ vâng, cửa hàng nông nghiệp Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một chiếc máy cưa S-TIN 017. Con này là hệ cưa sử dụng gia đình các bác nha. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản, hai ốc lam các bác nha, nhìn qua ốc lam của nó này còn vàng ươm luôn các bác ơi. Xích thì còn to bản nguyên các bác nhá. Xích này thì cửa hàng chúng em đã thay thế mới rồi các bác nhá. Rồi, cắt luôn cho các bác một sợi xích mới về các bác sử dụng có thể đảm bảo nhất. Máy móc tình trạng là nguyên zin nguyên bản, mặt tiền của nó đây, một chiếc máy cưa mang thương hiệu của S-TIHL Đức và sử dụng gia đình, bầu biếc nguyên zin nguyên bản đấy các bác nhá. Đấy, máy móc tình trạng quá đẹp. Con này là hệ S-TIN 017, nòng 37 ly các bác nhá. Đây, tất cả linh kiện của bên trong em nó này các bác. Buji zin, điện zin, điện nguyên zin các bác nhá. Wapro này, nòng zin này, bô này, zin này, nước bô các bác nhìn, bô này còn hầu như là còn nước sơn nguyên các bác nhá. Biểu hiện han gì của nó thì cũng khá là ít. Đấy, tất cả chế chiếc này nguyên zin hết cho các bác nhá. Tổng thể cây máy đây. Đó, nói chung là các bác nào mà đã theo dõi kênh của chúng em lâu rồi đấy ạ, thì cũng xem video cửa hàng chúng em rất là nhiều, thì cam kết cho các bác máy móc cửa hàng chúng em bán đấy ạ, thì không bao giờ có cái chuyện là bảo là thay nòng, thay bạc hay là thay những cái linh kiện quan trọng các bác nhá. Đó, bởi vì cửa hàng chúng em là chuyên đi sưu tầm cũng như đi lựa từng con máy về một, nên để quay video cho các bác, giới thiệu cho các bác, nên là cam kết cho các bác là máy móc thì các bác không phải lăn tăn về độ zin hay là không zin hay làm sao. Cửa hàng chúng em bao với cái việc đấy rồi. Còn các bác chỉ cần xem video có ưng ý hay không thôi thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi. Có bác là sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm. Đó các bác, cây này là S-TIN 017 các bác nhá. S-TIN 017. Đó, hệ cưa sử dụng gia đình. Đấy, thắng xích thắng xiếc con này thì còn sử dụng đầy đủ nguyên, thắng xích còn sử dụng đầy đủ hết các bác nhá. Thôi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Cửa hàng chúng em đã căn chỉnh dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhá, về đảm bảo cho các bác về chỉ việc xài và sử dụng thôi, không cần phải căn chỉnh gì thêm. Đấy, và giá hiện tại con này thì cửa hàng bán với giá là 3 triệu đồng, 3 triệu đồng các bác nhá. Và cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng em phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa, một tô vít chỉnh. Đó, và cửa hàng chúng em hoàn toàn miễn phí ship cho các bác, giá chỉ 3 triệu đồng các bác nhá. Các bác nào ưng ý thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.